nhau ta hát khúc hát Chúa đã sống lại vui thay. Người ơi reo lên tiếng ca phục sinh hallelujah. Đồng thanh ta hát khúc hát Chúa đã phục sinh quang vinh. Chúa ta thương ta, Người đã hiến vinh. Vâng thưa quý vị, chúng ta mở đầu cho video ngày hôm nay trên kênh YouTube Bình Luận Viên Tạ Biên Cương trải nghiệm và khám phá với một âm hưởng hết sức thiêng liêng, phải không ạ? Và chắc hẳn quý vị và các bạn cũng đã hình dung ra câu chuyện mà Biên Cương muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn ngày hôm nay là gì rồi. Biên Cương thực sự là hát không hay, nhưng trong bất kỳ ngôi thánh đường nào, người hát hay hay người hát không hay thì điều quan trọng không phải là ở đó, mà điều quan trọng là tâm tình. Và hôm nay thì có rất nhiều những câu chuyện được Biên Cương chia sẻ cùng quý vị và các bạn. Với âm thanh vang ra từ ngôi thánh đường này, âm thanh vang ra từ một cây đàn đặc biệt và rất nhiều những câu chuyện lịch sử khác gắn với ngôi thánh đường mang tên Nhà thờ lớn Hà Nội. Một biểu tượng có lẽ không chỉ với người Công giáo mà còn là một biểu tượng của thủ đô Hà Nội. Quý vị và các bạn, vừa rồi là phần biểu diễn lại của một gương mặt mà rất nhiều anh em nếu như quan tâm tới thánh nhà Công giáo thì chắc cũng nhận ra. Nhưng thôi, để quý vị khán giả nhận kỹ hơn thì xin được mời nghệ sĩ Thiện Trần, trưởng ca đoàn Gloria, một ca đoàn thường xuyên phục vụ tại ngôi thánh đường này, Nhà thờ lớn Hà Nội, sẽ cùng quý vị và các bạn chia sẻ về tâm tình bên cạnh một cây đàn rất đặc biệt có tên là Đại Phong Cầm, Pie Organ. Và đây là một câu chuyện rất thú vị. Thiện Trần, khi mà chơi cây đàn này trong một ngôi thánh đường như thế này thì chắc là bạn cũng đã chơi rất là nhiều rồi. Cảm giác của bạn như thế nào nhỉ? Cái điều đặc biệt nhất ở cây đàn này là như mình là người chơi nhạc trong nhà thờ từ bé. Mình được sinh ra từ âm nhạc nhà thờ ấy. Thì trước đến giờ mình chỉ có điều kiện để chơi một cái đàn điện. Và đến bây giờ thì mới có điều kiện để chơi một cái đàn ống thực sự như này. Mình muốn chia sẻ với tất cả các anh em là người chơi nhạc ấy, thì thấy là chúng ta đi chơi luôn luôn dùng một cái đàn điện để mô tả cái đàn ống này, thì bây giờ là rất là hạnh phúc, và mình biết được là đàn ống nó kêu vang lên như thế nào và âm thanh của nó tuyệt vời đến mức nào, và nó phải gắn với một cái không gian nhà thờ, và cũng phải là kiến trúc này, là kiến trúc của nhà thờ mái vòm và âm tạo ra cái âm thanh như thế này. Thì nó có rất là nhiều điều đặc biệt, và là một người nhạc công như mình ấy, thì thấy là để tiếp xúc được, để chơi một cái đàn ống ở Việt Nam là hạnh phúc lắm. Mình đi nước ngoài thì chỉ thấy là mình được nghe thôi, và mình cũng không tiếp xúc với nó một cách trực tiếp là thế nào. Thì ở đây, ở nhà thờ lớn Hà Nội thì có được cái điều đặc biệt đấy, và các bạn phải đến nghe ở cái không gian này thì mới thấy nó đặc biệt, nó hay và nó linh thiêng, chứ đàn óc điện tử không thể diễn tả được. Cảm ơn Thiện Trần rất là nhiều. Trong những ý mà Thiện Trần muốn chia sẻ thì Biên Cương thấy có rất là nhiều những điểm giống như cha xứ của giáo xứ Chính Tòa, cha Anton Nguyễn Văn Thắng đã từng nói. Tức là cây đàn này xuất hiện tại ngôi thánh đường này giống như một phép lạ vậy. Nó có một cái duyên gì đấy mà từ nước Bỉ chuyển sang Nhật Bản, rồi từ Nhật Bản đến Việt Nam của chúng ta. Đây là một cây đàn hết sức là vĩ đại với một chiều cao là 7 mét. Chiều cao 7 mét, bề dày là tới 4 mét, nặng 9 tấn và đặc biệt là bề ngang lên tới 6,5 mét. Anh em mình tay cũng ngắn thôi đúng không? Nhưng mình thử anh em mình đo bằng tay xem như nào thế này. Đấy, xin mời. À.
Một cây đại phong cầm được đặt vừa vặn trên gác đàn của nhà thờ lớn Hà Nội. Nếu không nghe đến lịch sử thì hẳn nhiều người đã nghĩ cây đàn sinh ra là để dành cho ngôi thánh đường đã bước sang tuổi 136. Đó là một con đường phép lạ, từ thành quả của tình hữu nghị giữa thành phố Hansen Bỉ và Itami Nhật Bản năm 1993. Cây đàn trị giá hơn 13 tỷ đồng Việt Nam đến nhà thờ lớn Hà Nội vào cuối năm 2022 và cây đàn trở thành cây cầu hữu nghị giữa thành phố Itami và Hà Nội. Vốn được đặt ở trung tâm Sun City Hall, thành phố Itami, tỉnh Hyogo của Nhật Bản, dành cho người cao tuổi. Nhưng ảnh hưởng của trận động đất năm 1995 ở Kobe khiến cho cây đàn do nhà sản xuất Guido Schumacher của Bỉ thực hiện bị hư hại nhiều. Hội người cao tuổi muốn trùng tu lại nhưng do chi phí phục dựng quá đắt và khoảng 250.000 euro vượt quá ngân sách dành cho các chương trình phúc lợi của người cao tuổi nên tòa thị chính thành phố Itami muốn tặng cho một nhà thờ công giáo. Mặc dù vậy, các nhà thờ công giáo ở Nhật Bản phần lớn đều nhỏ và thấp nên cái duyên đã đến với nhà thờ lớn Hà Nội một cách thật tình cờ. Chuyên gia sửa piano Chikara Mariama loan tin và ông đã tình cờ gặp linh mục Phêrô Phạm Hoàng Trinh đang mục vụ tại Oyeta. Cha Phêrô Phạm Hoàng Trinh đăng thông tin lên trang Facebook của mình. Có rất nhiều cái giáo phận cũng như là trung tâm ở tại Việt Nam đã gửi đơn để xin cây đàn này. Và đối với Tổng giáo phận Hà Nội chúng ta thì với cương vị là gia sứ thì tôi cũng cùng với cha đà đang học ở Roma cũng có cái ý muốn là xin cái cây đàn này về cho nhà thờ chính tòa Hà Nội. Chính vì vậy mà chúng tôi đã nói chuyện với Đức Tổng Giám mục Giuse và Ngài rất là vui mừng và chấp nhận cái mong ước của hai em chúng tôi. Và chính vì thế mà vào ngày 24 tháng 11 năm 2021 thì Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên đã ký cái đơn chính thức xin thành phố Itami bên Nhật cái cây đàn này. Và qua thời gian chờ đợi thì cái niềm vui vỡ òa đối với chúng tôi bởi vì cha Phêrô Trinh ở bên Nhật đã cho chúng tôi biết là thành phố Itami đã đón nhận đơn của Hà Nội và đã chấp nhận đơn xin của Đức Tổng Giám mục Giuse tặng cho nhà thờ chính tòa Hà Nội cây đàn ống này. Vậy là từ lá đơn của 7 nhà thờ chính tòa cùng 3 dòng tu từ Việt Nam, nhà thờ chính tòa Hà Nội đã được lựa chọn vì nhà thờ chính tòa Hà Nội mang kiến trúc Gothic ở thủ đô là trung tâm văn hóa, tôn giáo. Ngày 21 tháng 7 năm 2022, chiếc container chở cây đại phong cầm đã về đến nhà thờ lớn Hà Nội. Đích thân ông Guido Schumacher, chủ công ty sản xuất cây đại phong cầm, đã cùng với các kỹ sư trực tiếp lắp ráp và chỉnh âm, bổ sung những phần còn thiếu cho cây đàn. Theo cha Tôn Nguyễn Văn Thắng, chính sứ chính tòa, toàn bộ chi phí tháo gỡ, trùng tu và lắp đặt vào khoảng 200.000 euro đều do nhà thờ chính tòa chi trả. Ngày 23 tháng 11 năm 2022, buổi hòa nhạc khánh thành đại phong cầm đã được tổ chức tại nhà thờ chính tòa Hà Nội, đánh dấu thời khắc cây đại phong cầm độc nhất vô nhị ở Việt Nam sẽ đồng hành với những nghi thức công giáo quan trọng tại ngôi thánh đường là nhà thờ mẹ của Tổng giáo phận Hà Nội. Oh,
Cây đại phong cầm này có 27 nút điều khiển, nghĩa là có 27 hàng ống khác nhau, hay nói một cách khác là có 27 âm sắc khác nhau được phân bổ trên hai bàn phím và một bàn đạp dưới chân. Như thế người nghệ sĩ chơi cây đại phong cầm này như đang chỉ huy một dàn nhạc gồm 27 nhạc công khác nhau. Trong dàn nhạc này có những nhạc cụ nhẹ nhàng êm ái và có những nhạc cụ âm vang mạnh mẽ, có các loại sáo, các loại kèn và nhiều loại nhạc cụ khác nữa. Âm nhạc chúng ta nghe từ cây đại phong cầm này chạm đến tận sâu thẳm con người chúng ta với đủ mọi cung bậc cảm xúc, có khi mạnh mẽ, rạng ngời và hùng tráng để ca ngợi Thiên Chúa, có khi nhẹ nhàng, sâu lắng, trầm tư như để trò chuyện cùng Chúa vậy. Vâng, lịch sử rất đặc biệt và một cách nào đó thì cây đàn sinh ra ở Bỉ, tặng cho một thành phố của Nhật Bản mà giờ lại đặt ở đây trong ngôi thánh đường nhà thờ lớn Hà Nội, vừa khít luôn ạ. Trong một ngôi thánh đường như thế này và một cây đàn như này dường như là sinh ra để cho nhau phải không? Khi mà tôi không hiểu lắm về âm nhạc nhưng mà mái vòm dường như rất phù hợp. Nếu như cây đàn này mà đặt không phải phải ở nhà thờ lớn, không phải ở cái mái vòm này, không phải kiến trúc này ấy, thì nó không phát huy được, tức là cũng là một cái phép lạ ấy. Là đặt vào đây thì nó đúng cái không gian này và ở nhà thờ lớn ấy, thì mới có được cái âm thanh như thế. Và thường ấy thì là người ta sẽ làm nhà thờ, tức là làm cái đàn trước, thế rằng nhà thờ gắn với cái kiến trúc của đàn và sẽ phải vừa như thế. Thiện là một người đã chơi đàn rất là nhiều trong các thánh lễ, trong các sự kiện âm nhạc của Công giáo rồi. Vậy thì với những người nhạc công mà chơi thánh nhạc thì trước đây các bạn thường hay là chơi đàn điện tử. Vậy thì chuyển sang chơi một cây đàn như này có nhiều khó khăn không? Thực ra thì nó không có khó khăn gì lớn. Thế nhưng mà chúng ta phải hiểu cái vận hành của nó. Các cái ống này nó không giống như đàn điện, là đàn điện là người ta mô tả lại đặc thù đàn ống là gì? Những cái ống này nó là những cái âm sắc. Thí dụ này. Đây mình thí dụ luôn là như này nó sẽ không kêu này. À, tức là cái nào mà mình kéo không ra kêu, là mình kéo ra thì nó là âm sắc này. Nhiều âm sắc cộng với nhau. Nó cũng có tên như một dàn nhạc, nó như là những cái ống của những âm vực như của một dàn nhạc. Nó có quãng cao, quãng trầm và nó những có những tên cụ thể như là oboe, trumpet, thì đại khái là nó là những âm thanh của ống tạo ra và nó có những cái quãng trầm ở chân, quãng trung và quãng cao ở hai tay. Và nó khác ở đàn điện một cái này là tiếng của nó ngắt. Nó không như đàn điện có thể là mình tạo vang ra một chút đúng không? Vang rút dễ đánh hơn, nhưng riêng ở đàn ống, đàn thật như này thì là khi mà bạn đánh là nó sẽ ngắt ngay. Và nó cái volume của nó không điều khiển bằng chân. Tức là to hay nhỏ là do bạn cộng các ống lại với nhau, bạn kéo nhiều ống và nhưng mà cũng phải là nói là bạn phải có một cái thẩm mỹ về sao tiếng, tức là bạn phải hiểu là bạn kéo cái ống này ra nó kêu như thế nào. Rất nhiều nhà công không hiểu ấy thì cứ nghĩ là cứ kéo hết ra nó phải phù hợp với bài nào, với hình thức nào. Và như thế thì nó liên quan đến sao tiếng. Và nói chung nếu mà là một nhà công như ở nước ngoài ấy, người ta vận hành con đàn như này là người ta phải học tử tế, thì mình cũng không được học. Tuy nhiên là mình hiểu cách vận hành của nó và phải hiểu những sao tiếng âm sắc của nó, mình dùng nó với sự khiêm tốn nhất, với những điều mà mình nghĩ là để hợp với phụng vụ mà nó rất là non nớt của mình thôi. Đúng là đại phong cầm nhỉ. Cái gì lớn cũng rất là khủng khiếp. Tức là một cây đại phong cầm như thế này, hay còn gọi là quản cầm đúng không, thì người nghệ sĩ như các bạn cùng một lúc này tay lướt trên những phím đàn, tay khác lại phải chỉnh những ống như thế này, và chân thì vẫn phải làm việc. Mà tôi được biết là hình như là cái vai trò của chân rất quan trọng đúng không? Chân thì rất là quan trọng, nó bè bát. Mà các bạn biết là riêng với âm nhạc phụng vụ của nhà thờ Công giáo ấy, thì cái phần trầm, giải trầm rất là quan trọng. Chân thì đương nhiên là phải tập mới đánh được. Tay thì đương nhiên ai có rất nhiều người đánh keyboard đánh được tay rồi. Thế nhưng mà đấy, như Cương nói là trong khi mình chơi nhạc ấy là mình phải chọn sao tiếng. Đến cái đoạn này chẳng hạn, những cái đoạn này mà volume của hợp xướng nhỏ nhá, thì mình phải dùng sao tiếng nào, mình kéo những ống nào, và mình phải biết cách vận hành các cái âm sắc của nó. Và như thế đó cũng là cả một nghệ thuật, không hề đơn giản. Và thực ra thì như mình nhắc lại là như ở nước ngoài là phải có học tập đàng hoàng và học cái này rất khó. Ở Việt Nam thì mới có cha đà thì đi học ở Rome. Hy vọng là 1-2 năm nữa ngày về thì mài ngày mới làm một nhà công xịn. Nhiều người đánh được nhưng mà hay thì nghĩ là khó đấy, hiếm không nhiều.
Thôi nói chung là đến lúc này phải nói là cũng tạ ơn Chúa vì vẫn có những con người nhiệt tâm như Thiện để cũng thích ứng nhanh, chứ đúng là nhìn cây đàn này thôi ngang mới đúng một căn nhà đúng không quý vị, cao tới 7 mét, và trên đây thì có 1.696 chiếc ống, phần lớn là ống kẽm, còn lại là ống gỗ, thì thực sự là để chơi được thì không đơn giản một chút nào. Chắc là quý vị khán giả thì cũng muốn biết là cây đàn đại phong cầm này thường được sử dụng trong những dịp nào tại nhà thờ lớn. Thực ra thì dùng trong tất cả các dịp lễ vào Chủ nhật thứ bảy để chơi được nó ấy, đồng nghĩa với việc âm lượng của hợp xướng cũng phải đủ 5-70 người, chỉ ít là cũng phải 3-40 người để âm thanh đủ đảm bảo đủ để cân bằng, cân bằng với nó, chứ không thì dùng đàn điện cho hợp lý, vì nó sẽ hỗ trợ cái phần hát tốt hơn và nó du dương hơn, nó cũng dễ đánh hơn. Không đàn cơ thì nó hay nhưng phải biết dùng nó vào lúc nào, nó không phải là tất cả đâu, nhưng mà đại khái là ở nước ngoài ấy, thì nếu mà các phòng hòa nhạc lớn ấy, người ta sẽ có đàn ống này để biểu diễn, nhưng mà ở mình thì chưa từng, ở các phòng hòa nhạc Việt Nam là chưa từng có. Đại khái là âm lượng của nó không điều khiển được, chỉ bằng các cái ống thôi, và nó có rất nhiều ống. Gọi là phần solo của Thiện lúc nãy cho đệm đàn cho tôi hát là cũng không phù hợp đúng không? Bởi vì đây đâu phải là dùng cho solo, là dành cho hợp xướng. Cũng được nhưng mà thường tất nhiên phải có sự hỗ trợ của mic. Đúng rồi, mic hoặc là với một giọng opera thì cái lực. Giọng tôi opera mà, opera nhưng mà đi xa lắm. Nói chung đấy là một sự nỗ lực. Anh em mình cứ lấy cớ là hát thánh ca thì ai hát cũng được, quan trọng là tâm tình, cho nên là cái điều đấy là một sự phòng ngự không hề nhẹ cho một người như Biên Cường. Như vậy là chúng ta thấy là quá nhiều ưu điểm của cây đại phong cầm này rồi, nhưng nhược điểm của nó chính là việc không chỉnh được âm lượng đúng không? Cho nên nó phải đặt vào những cái sự lựa chọn hoặc là mục đích phù hợp. Đúng là để dùng nó ấy, thì phải hiểu biết về sao tiếng, chứ không chỉ có kỹ năng đánh chơi đàn, mà hiểu sao tiếng là những cái tiếng này thì bạn phải dùng thế nào. Rất nhiều người không biết dùng sao tiếng ấy, thì không biết cài khéo các ống này ấy, thì thậm chí là người ta còn làm cho phản cảm tiếng đàn rất là khó chịu. không mấy khi có mặt ở đây đứng bên đại phong cầm từ thành phố Nhật Bản, và giờ đây đang có mặt tại ngôi nhà thờ lớn Hà Nội, và lại đứng bên một nhạc công, chắc là cũng không nhiều người có lòng mến, sự khiêm tốn để ngồi vào đánh cây đàn đại phong cầm này. Thì Thiện chắc lại đệm một hai câu Biên Cương hát phục vụ quý vị khán giả được không? Hallelujah, 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 hallelujah. Wow, tuyệt vời. Cảm ơn nhạc sĩ Thiện Trần rất là nhiều. Chúc Thiện Trần luôn có thật nhiều hồng ân và sẽ cùng với ca đoàn Gloria sẽ giúp cho những giờ lễ, những buổi sinh hoạt công giáo tại ngôi thánh đường này sẽ càng gần gũi hơn, tâm tình và thánh thiêng hơn. Đặc biệt là hy vọng rằng cây đại phong cầm này qua phần chơi đàn của Thiện cũng sẽ giúp cho những lời nguyện cầu bay lên tới ngai tòa. Cảm ơn rất là nhiều. Bây giờ thì để cảm nhận đầy đủ hơn nữa, vì lúc nãy ở đây tôi nghĩ là tiếng đàn rất là hay rồi, nhưng với âm thanh mái vòm như Thiện chia sẻ ở đầu, tôi nghĩ rằng nếu như mình ngồi gần khung thánh mà nghe tiếng đàn thì chắc còn hay hơn, nên tôi sẽ lên đó và nhờ Thiện chơi lại một chút được không? Được. Ok, cảm ơn Thiện rất nhiều nhé. Vâng, quả thật là khi ngồi xa cây đàn và gần với bàn thờ Chúa thì giá trị âm thanh của đại phong cầm còn lớn hơn rất là nhiều. Âm thanh rất là vừa đủ, vang vọng nhờ mái vòm của ngôi thánh đường. Thực sự là giúp cho tâm hồn của những người tín hữu khi đến với nhà thờ lớn càng thêm thánh thiêng và càng thêm tâm tình. Thank you.
sự là những âm thanh làm xốn sang tâm trạng của Biên Cương và của quý vị. Chưa bao giờ được ở gần âm thanh vang vọng ở thủ đô Hà Nội xung quanh Hồ Hoàn Kiếm như thế này.